BCD xin chào các bạn. Ngày hôm nay các bạn và tụi mình cùng khám phá một trong những thành phố du lịch nổi tiếng của nước Ý và hấp dẫn bậc nhất châu Âu, đó là thành phố Florence. Với kiến trúc độc đáo, thành phố cổ kính này không chỉ gây ấn tượng bởi kiến trúc của những tòa lâu đài, nhà thờ, các công trình văn hóa mà còn là một vùng đất với lịch sử văn minh rực rỡ. Florence trong tiếng Ý là Firenze, là thủ phủ của vùng Tuscany thuộc miền trung nước Ý. Florence được hình thành từ hơn 2.000 năm trước. Thành phố có diện tích 102 km2 với dân số gần 400.000 người, nằm cách thủ đô Rome 280 km về phía bắc. Florence được thành lập vào năm 59 trước công nguyên, là khu định cư cho các chiến binh La Mã dưới thời vua Caesar. Trải qua nhiều thế kỷ, Florence trở thành trung tâm của tuyến giao thương, tài chính quan trọng bậc nhất châu Âu thời Trung Cổ và là một trong những thành bang giàu có nhất và tiến bộ nhất thời kỳ bấy giờ. Florence được xem là cái nôi khai sinh của phong trào văn hóa phục hưng và được gọi với biệt danh thành Athens thời Trung Cổ. Thời kỳ phục hưng kéo dài suốt từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 17 trên khắp châu Âu và Ý chính là nơi bắt nguồn của thời phục hưng, thời kỳ khơi dựng lại sự hưng thịnh, tuyệt mỹ của văn hóa châu Âu xưa cũ. Trong thời kỳ này, Florence may mắn được chọn là nơi đặt những công trình kiến trúc mang giá trị lịch sử. Bởi vậy mà khi tới Florence, bạn sẽ ngỡ ngàng vì thành phố này vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn những kiến trúc thời phục hưng. Vẻ đẹp cổ kính của những nhà thờ, cho đến những bảo tàng lịch sử, những lâu đài cổ, tất cả đều in hằn dấu ấn của một thời vàng son. Từng bước chân ngắm nhìn thành phố là từng bước khám phá ra những tác phẩm nghệ thuật mang trong mình vẻ kiêu sa của thời đại danh tiếng nhất trong nền nghệ thuật thế giới. Lịch sử chính trị đầy thăng trầm và biến động của Florence bao gồm các thời kỳ cai trị của gia tộc Medici quyền lực, rồi các cuộc cách mạng tôn giáo cùng sức mạnh tài chính và giao thương đi kèm với những ảnh hưởng trong mọi lĩnh vực văn hóa, chính trị, nghệ thuật đã khiến Florence trở thành bước ngoặt lớn trong lịch sử của Ý và châu Âu, tạo ảnh hưởng sâu sắc đến tiến trình lịch sử nhân loại. Từ năm 1865 đến năm 1871, thành phố đóng vai trò là kinh đô lâm thời của Vương quốc Ý còn non trẻ. Florence là cội nguồn của phong trào cách tân về thơ ca, hội họa, kiến trúc, điêu khắc với những tên tuổi lẫy lừng như Leonardo da Vinci, Michelangelo. UNESCO từng thống kê có đến hơn 60% các công trình kiến trúc quan trọng của nhân loại đều nằm ở Ý, và một nửa trong số đó thì thuộc Florence. Trung tâm lịch sử của Florence là khu phố cổ, nơi tập trung lưu giữ toàn bộ các công trình kiến trúc cổ kính từ thời Trung Cổ. Phố cổ với những con đường lát đá nhỏ hẹp được xây dựng theo phong cách cổ điển. Hai bên đường xuất hiện rất nhiều những ngôi nhà xinh xắn với màu gạch nâu cổ kính hoặc tường trắng cùng mái ngói đỏ đầy mộng mơ. Phía ngoài trung tâm phố cổ được bao bọc bởi dãy tường thành uốn lượn có từ thế kỷ 14. Toàn bộ khu vực này được UNESCO xếp vào danh sách Di sản văn hóa thế giới từ năm 1982. Sự phong phú và đồ sộ của các di sản lịch sử, nghệ thuật, khoa học, thiên nhiên và cảnh quan làm cho trung tâm thành phố và các ngọn đồi xung quanh trở thành một bảo tàng sống thực thụ vĩ đại. Mà từ đó tạp chí Forbes đã xếp hạng Florence là một trong những thành phố đẹp nhất trên thế giới. Bạn hãy thử một lần trải nghiệm cảm giác được sống giữa lịch sử cùng với những con đường mòn như dẫn về quá khứ xa xôi. Dạo bước trong phố cổ, bạn sẽ có cảm giác như đang được sống trong quá khứ lẫy lừng của Florence. Đó là một thứ cảm giác vô cùng đặc biệt mà Florence mang đến cho du khách. Dải đất miền trung nước Ý với cái nắng mật ong sánh đậm trải dài trên những vườn ô liu bàn bạc. Những thân cây trắc bái diệp thẳng tắp như những mũi tên xanh vươn thẳng lên trời. Những cảnh quay trong bộ phim Under the Tuscan đã cho chúng ta thấy được hình ảnh Tuscany, thành phố Florence, một vùng đồng quê không quá sôi động, nhưng dường như là nơi hiếm hoi còn lưu giữ được phong vị thuần chất nhất của nước Ý. Florence không có những tòa nhà chọc trời, không có biển quảng cáo chi chít rực rỡ, không
không có nhiều chuyến tàu điện hối hả. Florence là một nơi để bạn sống chậm lại, để ngẫm nghĩ và hòa mình vào bầu không khí cổ điển, thơ mộng và có chút gì đó mộc mạc bình yên. Đến Florence, tình cờ bạn sẽ thấy những chiếc xe tải cỡ trung, thay vì dán những bảng hiệu quảng cáo như thường thấy, thì sẽ được thay thế bằng những bức tranh của Da Vinci, niềm tự hào của hội họa, điêu khắc và kiến trúc. Dạo bước trên đường, bạn sẽ gặp không ít những nghệ sĩ chơi nhạc cổ điển, thưởng thức một bản nhạc violon của một người nghệ sĩ đầy chất đường phố, quả thực rất thú vị phải không? Và bạn cũng sẽ thấy những nghệ sĩ vẽ tranh trên mặt đường, không hào nhoáng, không lụa là, chỉ mấy mẫu phấn vụn và đôi bàn tay trần bôi xóa. Những người nghệ sĩ này đã tạo ra những bức tranh tuyệt mỹ ngay trên mặt đường thô ráp. Thật là một thành phố đáng yêu phải không nào? Thành phố Florence với khí hậu quanh năm có 4 mùa tương đối dễ chịu. Chỉ có mùa hè khá oi bức, mùa đông không quá lạnh nhưng hơi ẩm ướt. Mùa hè từ tháng 5 đến tháng 6 và mùa thu từ tháng 9 đến tháng 12 là thời điểm lý tưởng nhất cho chuyến du lịch Florence của du khách. Lúc này thời tiết khá đẹp, không quá oi bức hay ẩm ướt mà cũng không có quá nhiều khách du lịch. Bạn nên tránh chọn thời điểm tháng 7 và tháng 8 vì đây là mùa cao điểm du lịch ở Florence nên chi phí đắt đỏ và khí hậu lại nóng bức. Du lịch Florence, bạn sẽ được đắm chìm trong nghệ thuật và ẩm thực đỉnh cao mà khó nơi nào qua được vùng đất này. Không phải ngẫu nhiên mà ẩm thực Tuscany được hầu hết các nhà hàng Ý chọn là nơi phong cách ẩm thực đầy tự hào để giới thiệu ra thế giới. Người Ý thì có suy nghĩ như thế này: đến Florence, nhất định phải ăn bò bít tết Fiorentina. Nếu không, bạn coi như chưa từng đến Tuscany. Fiorentina là một món ăn đặc trưng gắn liền với sự hưng thịnh của thành phố Florence vào thế kỷ 16. Phần thịt để làm món ăn này phải lấy từ những con non thuộc giống bò lớn và cổ xưa Canina vẫn được nuôi ở các đồng cỏ xứ Tuscany. Nếu như bạn muốn ngắm toàn cảnh Florence thì hãy đến quảng trường Michelangelo, nơi có vị trí cao 100m so với mực nước biển. Quảng trường có những bức tượng điêu khắc đậm nét thời kỳ phục hưng, trong đó nổi bật nhất là bức tượng David khỏa thân được nghệ sĩ thiên tài Michelangelo thực hiện từ năm 1501 đến năm 1504. Toàn bộ bức tượng được tạc từ đá cẩm thạch với chiều cao hơn 4m, khắc họa chi tiết tỉ mỉ vẻ đẹp tự nhiên của cơ thể con người ở thời kỳ bấy giờ. Từ quảng trường này, bạn có thể phóng tầm mắt đến những ngọn đồi, mái ngói đỏ, chiếc cầu Ponte Vecchio. Vào buổi chiều tà, những hàng quán mọc nhấp nhô xung quanh quảng trường trông giống như những chiếc nấm bé xíu, vang vẳng đâu đó là tiếng chuông nhà thờ vang vọng, tạo nên một bức tranh lãng mạn, có đầy đủ thanh âm và màu sắc. Mặc cho dòng thời gian có trôi qua, Florence vẫn khoác trong mình bóng dáng thời Trung Cổ xưa cũ, lãng mạn và xinh đẹp. Ở Florence, có sự đằm thắm của một cô gái trong trẻo, ngọt ngào, khó mà tìm được ở bất kỳ nơi nào khác trên Vương quốc Ý. Người ta đến với Florence để hòa mình vào những con hẻm nhỏ, len lỏi để thấm nhuần cái không khí dịu dàng trong một ngày yên bình. Nhà thờ chính tòa Santa Maria del Fiore là điểm du lịch hấp dẫn thu hút hàng triệu du khách đến tham quan mỗi năm. Có thể nói tòa thánh đường này là biểu tượng của Florence, bởi vì bất cứ khi nào bạn tìm kiếm tên thành phố này cũng sẽ bắt gặp hình ảnh mái vòm của nhà thờ trước tiên. Nhà thờ được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic với những chất liệu khá đặc biệt. Phần giáo đường phía trước được xây dựng bằng đá cẩm thạch. Phần mái vòm phía sau lại xây từ gạch đỏ, kết hợp với một tháp chuông hình khối cao chót vót. Sự nguy nga lộng lẫy của nhà thờ còn được tô điểm bằng những phiến đá màu hồng, xanh và trắng kết hợp với những họa tiết trang trí tỉ mỉ đa dạng. Đến đây, bạn không chỉ được đắm mình trong tiếng hát thánh ca trong trẻo giữa những hồi chuông ngân vang, mà còn được ngắm nhìn từng bức tranh cổ đầy nghệ thuật bên trong nhà thờ.
cổ Ponte Vecchio bên dòng sông Arno thơ mộng. Không chỉ là vùng đất có bề dày lịch sử và luôn được khoác lên mình tấm áo của những nền văn minh rực rỡ, thành phố Florence còn có khung cảnh tươi đẹp với những cây cầu cổ kính nằm bên dòng sông Arno. Ponte Vecchio là cây cầu cổ nhất của thành phố và được xây dựng vào thế kỷ 14 để thay cho cầu gỗ cũ sau một trận lụt. Cây cầu còn nổi tiếng vì phía trên có nhiều căn nhà được xây dựng theo kiến trúc cổ. Trên cầu không hề có xe cộ đi lại, thay vào đó là hệ thống những cửa hàng xinh xắn và nhộn nhịp. Nhìn từ xa, bạn sẽ chỉ thấy có hai dãy nhà cổ nằm hai bên đầu cầu và lơ lửng ngang con sông Arno. Cây cầu như một hình hộp chữ nhật nằm ngang khép kín, bạn sẽ cảm tưởng như đó là một cái hang nhỏ màu vàng lấp lánh giữa con sông Arno vậy. Lên trên cầu, bạn sẽ được chiêm ngưỡng bức tượng bán thân nghệ sĩ điêu khắc Cellini với một hàng rào treo đầy ổ khóa ước nguyện của các cặp đôi khi tới đây. Các bảo tàng ở Florence là thành phố của văn hóa và nghệ thuật. Phần lớn các bảo tàng ở Florence trưng bày và triển lãm các tác phẩm nghệ thuật thay vì lưu giữ các di vật lịch sử. Hai viện bảo tàng nổi tiếng ở nơi này là Viện Bảo tàng Hàn Lâm Nghệ thuật và Viện Bảo tàng Uffizi. Bạn sẽ dễ dàng chiêm ngưỡng được những tác phẩm hội họa và điêu khắc vô giá từ hàng loạt tên tuổi sừng sỏ nhất của Ý trong thời kỳ phục hưng. Khám phá thành phố Florence thơ mộng là một trải nghiệm thú vị phải không các bạn? Nếu như các bạn yêu thích video mà tụi mình làm thì đăng ký kênh và nhấn chuông theo dõi để đón xem những thành phố khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!